sẽ không có thông báo nào về hợp đồng của Blackpink. Trên thực tế, các công ty chủ quản không có nghĩa vụ phải thông báo tình hình gia hạn hợp đồng của gà nhà với công chúng. Tuy nhiên vì sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông đã tạo nên luật bất thành văn khi các công ty thường sẽ công bố về việc nghệ sĩ trực thuộc tái ký hoặc nói lời tạm biệt. Riêng với EJ Entertainment, ông lớn này từng im ỉm về việc hết hạn hợp đồng với G-Dragon, trưởng nhóm Big Ben. Theo đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, G-Dragon và EJ đồng loạt nhá hàng về dự án dài hơi sẽ phát hành trong năm cho đến giữa năm 2023, khi danh sách các nghệ sĩ ký hợp đồng với EJ Entertainment đến hết quý tháng 1 năm 2023 được công bố nhưng thiếu vắng cái tên G-Dragon mới khiến dư luận đặt nghi vấn trưởng nhóm Big Bang đã rời EJ. Tuy nhiên vì dự án được công bố đầu năm đã khiến một bộ phận người hâm mộ tin rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn và G-Dragon vẫn trực thuộc công ty. Dẫu vậy, nếu như ngày 5 tháng 6, EJ hoàn toàn phủ nhận tin đồn cho rằng G-Dragon không còn thuộc quyền quản lý của công ty thì tới sáng ngày 6 tháng 6, EJ đã đưa ra thông báo mới cho biết hợp đồng độc quyền của nam thần tượng với công ty giải trí này đã hết hạn. Có thể thấy, nếu không có sức ép từ dư luận và người hâm mộ, thông tin về hợp đồng của G Dragon với IG cũng sẽ không được công bố. IG Entertainment hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Blackpink. Dù thực tế hợp đồng đã được tái ký hay chưa, IG vẫn có thể mập mờ không công bố mặt cho loạt tin đồn bổ vây. Dẫu vậy với tên tuổi của Blackpink hiện tại, thông tin gia hạn hợp đồng không chỉ có sức ảnh hưởng tới làng giải trí K-pop mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường tài chính. Cùng với sức ép từ giới truyền thông và công chúng, chắc chắn IG sẽ phải sớm đưa ra lời tuyên bố cuối cùng về hợp đồng với Blackpink.